Tối qua ngày 8 tháng 5 tại huyện An Phú, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào Dân tộc Chăm tỉnh An Giang lần thứ 9 năm 2022 với nhiều chương trình mang đậm bản sắc của cộng đồng Hồi giáo Chăm tỉnh nhà. Tham gia Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào Dân tộc Chăm tỉnh An Giang lần thứ 9 năm 2022 có 8 xóm Chăm trong tỉnh ở các huyện Châu Thành, Châu Phú, An Phú và thị xã Tân Châu. Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào Dân tộc Chăm tỉnh An Giang lần thứ 9 năm nay diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5, gồm các chương trình thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, giới thiệu văn hóa ẩm thực và triển lãm những thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang. Đây là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch, hình ảnh người Chăm An Giang đến người dân và du khách trên cả nước. Trong 2 năm vừa qua, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các lễ hội, các hoạt động du lịch trong tỉnh đều phải hạn chế tổ chức. Khi cả nước bước vào giai đoạn bình thường, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã khởi động và bắt đầu trở lại hoạt động. Ngày hội văn hóa thể thao du lịch Đồng bào Chăm tỉnh An Giang lần thứ 9 năm 2022. Đây là một hoạt động văn hóa thể thao du lịch có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. Trước lễ khai mạc là các hoạt động thi đấu thể thao sôi nổi như bóng đá, chơi diễn giả, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co và phần thi ẩm thực được đông đảo bà con dân tộc Chăm tham gia nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng Chăm đến với bạn bè khắp nơi. Đến hội thi hôm nay thật sự là em rất cảm ơn ban tổ chức và ban tổ chức và các cấp chính quyền đã quan tâm đồng bào dân tộc Chăm em, đã là tạo một cái lễ hội này rất là hoành tráng để cho mình không có mất đến cái bản sắc dân tộc và cho cái tỉnh An Giang mình nó cũng như là đặc biệt của bên tỉnh An Giang mình phải có là dân tộc Chăm có những cái đặc sản như là đặc sắc cái dân bản sắc dân tộc như thế này, em rất là tâm đắc. Là một cái sân chơi để cho đồng bào dân tộc Chăm cùng nhau tham gia, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Bên cạnh đó, nó thể hiện được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Chăm trên tỉnh An Giang nói riêng và người Chăm trên đất nước Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó là nó thể hiện một cái sự gắn kết giúp cho các người các xóm Chăm trên tỉnh An Giang nói riêng và thể hiện một cái sự gắn kết giữa các anh em dân tộc trên tỉnh An Giang nói chung. Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang được tổ chức nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm, đồng thời quảng bá hoạt động văn hóa thể thao và du lịch của cộng đồng người Chăm An Giang, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của bà con và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.